xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ri Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 12. Thực phẩm nóng chứa trong hộp nhựa sẽ bị nhiễm chất gây ung thư. Khả năng thô nhiễm các chất thành phần nhựa vào trong thực phẩm ở nhiệt độ cao là có thật. Tuy nhiên, không phải nhựa nào cũng có khả năng thô nhiễm và thô nhiễm với các chất như nhau. Tùy vào loại nhựa mà khả năng chịu nhiệt cũng như loại chất có thể thô nhiễm là khác nhau. Một cách đơn giản, hãy nhìn vào số hiệu của loại nhựa để phân biệt và lựa chọn sử dụng cho phù hợp. Hiện thế giới thống nhất có 7 loại nhựa phổ biến, đánh số như hình bên dưới. Trong đó, các loại nhựa theo thứ tự an toàn để đựng thực phẩm nóng là HDPE, BB, LDPE, PETE. Còn lại là các loại nhựa PS, PVC không được ưu tiên dùng làm dụng cụ đựng thực phẩm nóng. Riêng với nhựa số 7, mức độ an toàn khó xác định. Trước đây, đa số nhựa số 7 là nhựa polycarbonate PC. Loại nhựa này có thể thô nhiễm ra bisphenol A, BPA, chất có tác hại rõ rệt trên người, đặc biệt là phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cụ thể, phơi nhiễm BPA chỉ sự tiếp xúc trực tiếp của đối tượng với tác nhân, làm ảnh hưởng đến hành vi, cư xử của trẻ, khiến trẻ lo lắng, trầm cảm, hung hãn hoặc hiếu động thái quá. Các nghiên cứu đến giờ vẫn cho thấy, mặc dù có thô nhiễm BPA, nhưng ngay cả ở điều kiện nhiệt độ cao trong lọ V3 thì hàm lượng BPA thô nhiễm cũng nằm dưới mức an toàn theo tiêu chuẩn Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Lương thực Thế giới FAO và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cũng đồng ý rằng ước lượng phơi nhiễm hàng ngày ở người là nhỏ hơn nhiều so với mức an toàn, tức là vẫn an toàn. Tuy nhiên, BPA vẫn là mối lo ngại thực sự đối với các bậc phụ huynh khi sử dụng cho con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Các nhà sản xuất nhựa ngày nay đã tạo ra nhiều loại nhựa dựa trên PC nhưng không dùng BPA trong quá trình sản xuất và hay được dán nhãn không BPA trên nhựa. Tuy nhiên, do sự đa dạng, rất khó để biết được nhựa này có thành phần gì đáng lo ngại có thể thô nhiễm khi gặp thực phẩm nóng hay không. Do đó tốt nhất, với nhựa số 7 hiện nay cũng không nên dùng để đựng thực phẩm nóng. Bên cạnh đó, loại nhựa cần đặc biệt lưu ý với người Việt là nhựa PS, thường được dùng để đựng cơm hộp. Nhựa PS có thành phần chính là polystyrene. Nếu nhựa này được sản xuất với chất lượng thấp, sẽ rất dễ tồn dư styrene trong nhựa, thành phần ban đầu tạo nên nhựa này. Lý do cần phải lưu ý vì WHO từ năm 2002 đã nâng mức cảnh báo của styrene lên nhóm 2B, nhóm có một số bằng chứng, tuy chưa mạnh mẽ, là có thể gây ung thư cho người. Styrene dễ tan trong nước nóng và đặc biệt là dầu nóng, do đó các món nhiều nước, nhiều dầu mỡ đang nóng, rất dễ bị nhiễm styrene nếu đựng trong nhựa này. Mặc dù được xem là an toàn để đựng thực phẩm nóng, tuy nhiên, ngay cả các loại nhựa 2, 5, 4 hay 1 cũng không phải là lựa chọn tốt nhất để thường xuyên đựng thực phẩm nóng, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Vì về lý thuyết, nhựa vẫn có khả năng thô nhiễm cao hơn nhiều so với một số vật liệu có thể thay thế khác như thủy tinh, sành sứ hay inox. Do đó tốt nhất, nếu phải thường xuyên đựng thực phẩm nóng, nên chọn các vật liệu này thay vì nhựa. Sự thật, khả năng nhiễm chất có thể gây ung thư vào thực phẩm nóng khi đựng trong nhựa là có, nhưng tùy loại nhựa và tùy loại thực phẩm. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.